Hi everyone, so today I am going to do a live stream video on showing you how to cut your own hair. If you are watching this video live right now and you want to cut your hair with me, then I can be happy to show you if you have any questions or any concerns. But this video is for those of you who want to cut your hair at home, but it's COVID now, it's a lockdown in Toronto and no salon is open. So I have people messaging me, asking me, am I cutting hair at home? I'm sorry, I'm not cutting hair at home. It's not the fact that I can't. It's just because for everyone's safety and for, the law, we can't cut hair, even if it's at home. So today I'm gonna show you how to cut your own hair. So if you're watching this and you're bored right now, you can bring out a pair of scissors like this with a long comb, and we can cut our hair together. And if you have any questions, I'll be happy to help assist you, okay? So, mình chào các bạn. Hôm nay Kelly sẽ hướng dẫn các bạn tự cắt tóc ở nhà. Mấy tuần nay Kelly có những bạn, những chị nhắn tin Kelly hỏi rằng là Kelly có làm cắt tóc ở nhà hay không? Thì Kelly xin lỗi là dù cho có cắt được đi nữa thì Kelly không dám nhận về nhà. Vì hiện giờ ở Toronto đang lockdown, tất cả đều phải đóng cửa hết. Cho nên vì thế Kelly không nhận khách về nhà được. Cho nên Kelly làm video này sẽ để hướng dẫn các bạn tự cắt tóc cho mình. Thứ nhất là đỡ tốn tiền, khỏi phải đi tiệm. Thứ hai nữa rằng là trong lúc này Kelly không giúp được các bạn thì trực tiếp, thì Kelly có thể giúp được các bạn gián tiếp. Oh, hi Sabrina, how are you? Thank you for watching and joining me. I'm cutting my hair today and showing you guys how to cut your hair. So if you need a haircut, we can cut together. Hold on one second. Dio! Shh! Quiet! Sorry guys, those are my kids running around. Okay, so các chị, các bạn có nhắn tin là thích kiểu tóc của Kelly. Thì kiểu tóc của Kelly cũng đơn giản thôi. Nó cũng khoảng ngang đây. Tóc của Kelly sau cái độ này á, nó không mọc dài hơn nữa. That's why Kelly phải đeo tóc nối là vậy. So, cho nên hiện giờ đang lockdown không đi làm thì Kelly không cần phải đeo tóc nối. Cho nên Kelly để tóc của Kelly tự nhiên. Thì cái này là Kelly không được volume như vậy đâu nhé. Kelly gội đầu xong rồi sấy khô, xong rồi Kelly set với hot rollers thì nó mới được bồng bềnh như vậy. Chứ nếu mà thức dậy hay là tắm ra không sấy gì hết, không làm gì hết thì nó sẽ không được như vậy đâu. Nhưng mà nếu mà mình cắt tóc shape được tốt thì khi mà mình style nó sẽ dễ hơn. So I'm gonna speak this video mostly in English because it's bilingual and it's easier for everyone to understand. If you need me to do a Vietnamese speaking only video, then you can comment below and I'll do another video. But for this one, sorry to my non-English speaking viewers, I'm going to speak in English, okay? Okay, so this is a great way. If you have hair my length and it's getting too long, especially you see how the ends are getting like straggly and you just want to give it a trim, or you can also tell when your hair is dry is that when you try to run through your hands, it's tugging like this. So this tells me that my hair needs a haircut, right? See that? And if you come across this mat, right, try not to rip out your hair but try to trim it. The reason why you trim it, see, sorry, here. The reason why you trim it is because you want to get all the split ends out. So if you're running your hand across and you see that, it's best to trim it off so the ends are healthy. So if you're running your hand through your hair and it's pulling, it means you need a haircut. If your hair is not holding any style, meaning you blow dry it, you curl it, and it doesn't last, it means you need a haircut, okay? If your hair looks dull, looks flat, looks not shiny, you need a haircut. So a haircut solves a lot of problems, and you do not have to cut a lot
to make a difference. You just have to cut like, you know, half an inch, 1/8 of an inch to make a difference. So right now, I find it's best cut when my hair is styled. So if you're cutting your hair at home, I recommend that you style it. No, you wash it, because do not cut with greasy hair because you can't see the style, right? So wash your hair, dry it. You can either flat iron it if your hair is curly, or you can style it a little bit and then cut it. So if you cut it dry, it's easier for you to cut and it's more accurate. Okay? And those of you who love your length and you just want your hair to grow, just cut very little, like 1/8 of an inch, just like the ends of the hair, so the hair is healthy, and that will help the hair to grow. So that's one way. Massaging your head often, like giving your head like a good massage every day for like 2-3 minutes, does help to stimulate your hair so that your hair grows faster. Another myth, again, I'm not swearing by this, but there's a myth that if you cut your hair on a full moon, your hair will grow faster. So you can try that and see if it works. But those are some of the tips that you can try. So let's get started to cut our hair. So if you are watching this video and you want to cut your hair right now, you can, and you can ask me along the way if you have any problems, okay? So first, long comb. You definitely need a long comb. The reason why is it helps for you to hold the hair. Our fingers are too small, so it's hard to hold such a long hair, right? But if you have a comb, it helps you to hold much better. And all the gentlemen who are watching this video right now, thank you so much for watching. And you can watch this video so you can cut your wife's hair or your daughter's hair. Okay, so first, before you cut, you need a comb. Okay, here's a tight tooth and here's the wider tooth. This is about, I say, 8-10 inches long. And then you're gonna need a cutting shears. Okay, this is just a cheap one that I have for home. So I don't have my salon one here with me. Before you cut your hair, I'm just gonna show my hair for you, okay? So this is my hair at the back. You can see that there are movements in my hair. It is because I added layers into it. So if you're looking to have more volume, okay, then you can add some texture and layers in here. But I suggest that you keep the bottom a little bit more heavier so that it looks fuller. Now, if you want that fullness effect, then leave the bottom a bit more thicker. If you want the more wispy, soft, like indefinite, no weight look, then you can make the ends of the hair more wispy. But today, I'm just going to show you how you can trim your hair and make it a bit more fuller. And with the layers that I put in, you can see it gives the hair more volume, right? And you can part it either way, to this side. You can see you get more volume if you part it on the side because it has a bit of like a curve, okay? And you can have these nice layers, or you can flip it this side, or you can just simply put it in the middle, okay? So it's all personal preference. Now, before we cut our hair, we are going to brush our hair. So just make sure, again, remember I said to not break your hair, please cut from bottom up. Sorry, please brush your hair from bottom up so you're not adding tension to your hair. Once you detangle the bottom, then you can go from root to end, okay? So, see? Okay, here is a perfect example of this morning when I answered the question for one of the viewers that watched my video. Okay, so this is a strand of hair right here. See that? Okay?
If you have a piece of hair fall and you see no white roots, so this means that my hair was break off. Because when it break, you just see the hair, you don't see the roots. So this is my hair breaking, it's not my hair falling. Hair falling is when your hair fall from the root to the end, and you will see like a white hair root at the end. So that means your hair is being plucked out or it's being fallen out. But when your hair breaks off, it means that somewhere along the way of the strand, it had a knot, so that when you brush it, the knot just snap and it breaks. So this is a perfect example of my hair breaking off, okay? So if you have your hair breaking off, it means that your hair is dry, it needs to be moisturized, and it needs to be conditioned, because this is dryness effect. But if you're getting hair that is falling out and has like a root on it, like a little white stuff at the ends, it means that your hair is falling out, okay? So that's the difference between rụng tóc and gãy tóc. Cái này là tóc của Kelly đang bị gãy nè. Tại hồi nãy Kelly chải á, vì tóc nó khô cho nên nó gãy. Còn rụng tóc, có nhiều bạn lo là mình bị hói, mình bị rụng tóc. Thì khi mà mình rụng tóc thì nó rụng luôn cái root của mình ra, mình thấy cái trắng trắng á. Thì cái đó là mình đang bứt cái tóc của mình ra, hoặc là cái tóc mình nó rớt ra, nó rụng. Còn cái này của Kelly là nó gãy, có nghĩa là nguyên cái đường dài này thì ở giữa nó có một cái knot, cho nên nó bị gãy thì nó mới bị break như thế này. Cho nên các bạn phải hiểu tóc của mình hoàn cảnh gì, bị như thế nào thì mình mới biết rằng làm sao mà mình có thể phục hồi nó, hoặc là mình có thể chữa, không phải chữa, mình làm cho nó bớt. Thì nếu mà tóc mình bị gãy, có nghĩa là tóc mình bị khô, cho nên mình phải condition, mình phải làm treatment cho tóc mình nó có cái moisture nhiều hơn. Còn nếu mà tóc mình nó rụng, hay là nó từ da đầu nó rớt ra, thì có nghĩa là cơ thể mình nó đang bị yếu, mình bị quá stress, mình bị rụng tóc. Cho nên đó là vài cái information cho các bạn. Rồi sao buồn buồn nãy giờ mà các bạn nghe nó ồn ào là cái thằng con trai của Kelly nó cứ thích được Kelly chia sẻ nó. Để Kelly khoe thằng con trai tí xíu nhé. Buồn buồn Buôn buôn không có im lặng mà cứ chạy lòng vòng là sao? Muốn gì? Đây là thằng con trai của Kelly. Các bạn mà nghe rùm beng ở đằng sau á là thằng cậu út này nè. Cậu út này chạy tùm lum tà la đó, thích được lên tivi. Mỗi lần mà mẹ làm video là cứ chạy và kêu kêu đòi được bồng, được lên tivi, đúng không? Buôn buôn thương lắm các bạn ơi. Đây là thằng con trai thứ hai của Kelly nè, tên là buôn buôn dễ thương lắm. Cái này hơi lạc đề nhưng mà Kelly kể cho các bạn nghe nhé. Bé này á là bé nha sĩ trong nhà. Nhà Kelly có ba đứa con, cho nên hai đứa kia á thì buổi tối các bạn tưởng tượng là cái thằng này nó đè mấy đứa kia xuống, nó đè bằng cái tay này nè đó, sau đó nó gạch cái miệng của hai đứa kia ra bằng cái lưỡi của nó, rồi xong rồi nó liếm răng giống như là nó đang khuyên răng cho mấy anh chị của nó đó. Rồi xong cái mà nó đứng đó nó clean, nó liếm cả 15 phút. Thì nhà mấy đứa con của Kelly mà răng sạch á là nhờ cái thằng này nè, nó liếm cho cả nhà. Ý đây là cả nhà cuốn của Kelly đó, chứ Kelly cũng không biết. Tối Kelly ngủ mê, nó gạch cái răng của Kelly ra mà nó clean răng không, nếu có thì chắc là chết. Nhưng mà bé này là bé Buôn Buôn, rất là thân thiện và rất là dễ thương đã. Buôn Buôn nè. Buôn ngoan. Có buôn giỏi ha. Buôn ở nhà làm nha sĩ cho mọi người, clean răng cho các anh các chị, đúng không? Dễ thương lắm các bạn ơi.
Đó, còn bé bên kia là bé Tiều. Bé Tiều đang gato với Bun Bun được ẵm mày. Tiều không được ẵm. Các bạn thấy không, tối á, mình ngủ á, nó nằm lên mình như vậy nè. Mà cái hơi nó ấm. Nhất là vào mùa đông á, ôm tụi nó ngủ đã lắm. Cho nên thương mấy bé cún này vô cùng. Thấy không Bun Bun? Rồi, ok, rồi đó, xong rồi đó nha. Thank you. Rồi, không có in. Không có làm một. Ok, sorry các bạn. Ok, bây giờ Kelly trở lại mình cắt tóc nha. Ok, so khi mà after you what brush your hair out, the hair is nice and smooth. So to trim your hair, you are going to part your hair down the neck like this in half and bring the hair forward like this. Okay? So once you do that, you're gonna pull the hair down like this, and then you are going to hold the hair like this tightly. Make sure it's even, and you're just going to trim across. I am trimming right across because I want to keep the thickness at the bottom, but if you want to have a bit of movement, then you can point cut. I've did a lot of these videos to show you already. This is just like a refresh video, okay? So, comb all the way down like this. Hold the hair tight and then just trim right across if you want the fullness. If you want to have some movement, then you can point cut like this, okay? After that, you are going to comb all the hair to the front like this. So I hope that this video can show you how to temporarily trim your hair so that you can save a bit of money from going to a salon. As well as even now during COVID, nothing is open, right? So I hope this video can help you. So keep your head straight, hold the hair with the comb. If hair is starting to fall off at the end here, don't worry about it because that's your length. So comb straight out. And then you see how it's straggly here? I'm just going to trim blunt. Now, if you don't want it heavy and blunt like this, you can go in and point cut like this. But because I have finer hair, doing it blunt will give it more volume and fullness. Okay? But if you have a lot of hair, then you can point cut to make it less heavy. So you see, even just a little bit of a trim, it makes the hair looks a lot more fuller. So once you finish, recomb and double check one more time and cut what is needed. Okay? And even here, comb it out. I am trying to grow my side fringe, so I'm not gonna cut it any shorter. Okay, like that. And then this side. Theo! Không có làm ồn nữa, Tiêu. Okay. Sorry các bạn. Okay, so from here mình chải hết ra đằng trước nhé. Rồi. Khi mà chải ra đằng trước hết thì cái đầu mình vẫn hướng thẳng chứ mình đừng có méo, là tại vì mình méo thì cái tóc mình nó cũng méo luôn. Cho nên mình chải. Đây là lý do vì sao mà mình cần cái lược dài nè, để cho nó cầm cái tóc của mình nhé.
Rồi mình để cái đầu mình thẳng lại. Sau đó mình thấy chỗ nào cần cắt thì mình cắt. Thì đây, thì Kelly cắt sơ trước. Đó. Rồi khi mà mình chải lại thì mình sẽ chỉnh lại những chỗ nào mà mình thiếu để đầu thẳng. Đây là lý do vì sao mà mình nên style tóc trước khi mình cắt. Tại vì mình cắt xong rồi mình sẽ thấy được cái style liền. Còn nếu mà mình cắt khi tóc ướt á, nó sẽ khó cắt hơn nhiều lắm. Đây. Rồi, Kelly cầm tóc như thế này. Và Kelly sẽ đi đúng cái chiều. Tại vì hồi nãy bên kia Kelly cũng cắt lên, thì bây giờ Kelly cũng sẽ cắt lên nhé, cho nó đi cùng chiều với nhau. Lúc đầu á, thì mình có thể cắt khác vì mình bị ngược tay. Nhưng mà khi mà mình cắt xong rồi á, mình chỉnh lại, thì mình nên chỉnh theo cái đúng cái chiều của nó. Đó. Nãy giờ thì Kelly chỉ cắt cái ngọn chút xíu thôi. Mà các bạn sẽ, khi mà các bạn cắt xong, các bạn sẽ cảm nhận được là cái tóc của mình nó mềm hơn, nó không có bị rối. Đó. Rồi. Như thế là mình đã cắt hai bên. Bây giờ mình sẽ cắt trim những cái layers, có nghĩa là những cái tầng á mà mình có trong tóc của mình như thế này nè. Lâu ngày nó cũng sẽ bị khô, cho nên khi mà mình buôn sao? Đi ra nha. Mẹ cắt xong rồi mẹ ấm tiện buôn. Hay. Sao vậy đây? Ôi chà. Buôn. Khá quá. Các bạn thấy không, cứ đòi Kelly ẩm lên như vậy mới chịu nè. Rồi, đó, cho lên tí xíu rồi đó. Chào cô chú nha. Hello cô chú. Rồi. Chào xong rồi bây giờ đi xuống nha. Thank you. Shoo shoo đi ra. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái chung quanh. Thì khi mà mình đã cắt cái vòng ngoài hết rồi đó, thì lát nữa khi mà mình kéo tóc lên mà những cái vòng ngoài này nó có rớt xuống thì các bạn cứ để cho nó rớt, tại vì mình đã cắt cái chiều dài rồi. Bây giờ mình chỉ chỉnh cái phần ở trong thôi. Rồi bây giờ mình đã chia tóc ra phân nữa, thế này đúng không? Rồi mình sẽ chia ra từng section nhỏ đây. Và khi chia xong, mình sẽ chải nó. Đây. Cầm xuống. Thế này ha. Rồi, sau đó mình chải lên. Lý do mình chải lên là để mình over direct, để mình cắt những cái layer ở phần trong, thì nó sẽ không có ảnh hưởng cái chiều dài của mình. Và cái này các bạn nên cắt khoảng 6 tuần, nên cắt một lần, để cho tóc mình nó mọc khỏe. Tại vì mỗi ngày khi mà mình chải đầu rồi mình đi ra ngoài thì tóc mình nó dễ bị khô. Cho nên mình đã, khi mà mình thấy, các bạn thấy nó hơi bị so le không, thì mình cắt nó cho nó bằng lại. Thì cái này nó cũng giúp cho mình dưỡng tóc mình luôn. Xí, các bạn thấy không? Đó. Rồi mình cắt xong phần nào, mình bỏ phần đó ra và mình lấy phần khác mình cắt tiếp. Và cái này á, là mình over direct nhé, có nghĩa là ở đằng sau thì đưa ra trước, còn ở bên trái đưa qua bên phải, bên phải đưa qua bên trái. Đó. Thì khi mà mình làm như thế này thì các bạn cứ tưởng tượng là cái phần này là cái phần đuôi nè, là cái phần dưới, còn cái phần này là cái phần trên này. Đó. Cho nên khi mà mình over direct có nghĩa là đi ngược lại cái chiều của nó đó, thì mình sẽ giữ được cái độ dài là cái đầy, và mình chỉ trim cái phần ở trên cho nó có volume thôi, có layer thôi. Thì đó là lý do vì sao mà mình over direct. Ok. Rồi, mình lấy phần khác.
bạn cẩn thận là cái phần này là cái gần cái lỗ tai mình á, là mình bị mất một chùm tóc vì lỗ tai mình nó choáng cái chỗ. Chứ tóc mình thì ở đằng sau nó mọc tới ót thì nó có nhiều tóc hơn. Cho nên cái phần trước các bạn đừng có cắt quá nhiều nha, nếu không là mình sẽ bị hỏng. Đó, các bạn thấy khi mà Kelly chải á, cái chỗ này nó bị rối nè, các bạn thấy không? Đó, cái này á, là mình nên cắt nó đi, vì nếu không á, nó cứ sẽ rối hoài. Buồn buồn, đi ra, buồn buồn, nhớ. Đó, các bạn, nếu mà mình chải mà mình thấy có cái phần rối đó thì mình nên cắt nó đi để cho nó có thể khỏe và mọc lại. Rồi, từ đây mình chải lên và mình over direct như thế này, cầm hai ngón tay cho chặt nhé. Và mình cắt những chỗ mà nó so le như thế này nè, thì mình cắt bằng cái này á. Mình có thể xem cái video của Kelly, mình tự cắt cho mình, hoặc là mình có thể cắt cho người khác, mình cứ dùng theo cái động tác mà Kelly làm là được. Thì cái này ai cũng có thể làm được hết, chỉ là có những chị nhắn tin cho Kelly hỏi cắt tóc thì Kelly có trả lời rằng là em không có làm lúc này, nhưng mà em có thể chỉ chị tự cắt tóc ở nhà. Thì các chị đó lại nói rằng là thôi, chị không cắt đâu, là tại chị không có tự tin cắt, sợ hư đầu khỏi ra đường. Thì xin hứa là mình không làm được, mình không tự tin tại vì mình không được hướng dẫn, không biết làm. Nhưng mà khi mà mình biết làm rồi thì nó sẽ không khó. Cho nên Kelly hy vọng rằng là qua video này các chị xem rồi có thể tự cắt cho mình, đỡ phải đến tiệm chi cho tốn tiền. Và đồng thời nữa là các chị cắt mà có sai á, thì có thể nhắn tin cho Kelly, hoặc là có thể hỏi Kelly, Kelly sẽ hướng dẫn cho các chị sửa lại. Còn nếu mà tệ lắm mà các chị làm hư tóc, chỉ cần đừng có cạo chọc thôi, chứ nếu mà có cắt bị hư thì có thể vài tuần sau khi mà hết bị lockdown á, thì có thể đến Kelly chỉnh lại cho, không sao hết. Rồi đó, mình cứ tiếp tục làm động tác đó cho hết cái đầu. Thì đây, Kelly đã làm xong một bên. Thì chỉ cần mình cắt sơ sơ vậy thôi các bạn, nó cũng đủ làm cho tóc mình nó nhìn nó mướt hơn, nó fuller, nó đẹp và nó sạch hơn. À, hello chị Catherine, thank you for watching chị. Rồi, bên này Kelly đã làm xong. Thì nhìn á, các bạn sẽ không thấy quá khác biệt là tại vì Kelly không có cắt chiều dài nhiều, nhưng mà Kelly chỉ cắt cái ngọn. Thì bên đây nó nhìn nó feel softer, tóc mình nó không có bị đây. Không biết cái camera của Kelly nó có cho các bạn xem này không, nhưng mà đây nè. Đó, cái cọng này ngay đây là các bạn thấy chút xíu này nè. Ngay đây nè, nó có một cái knot. Thì cái knot này thường thường, để Kelly tới gần cho các bạn xem nhé. Khi mà các bạn rờ cái tóc của mình như thế này mà thấy có một cái cục cát đó, thì đó, đây. Đây là cái knot nè mà Kelly nói nè. Đó, cái này là làm cho tóc mình bị gãy khi mà mình để tóc mình khô quá đó, nó bị cái knot như thế này. Thì cái này nó sẽ làm tóc mình bị gãy. Thì nhiều lúc mình hiểu lầm là tóc mình bị rụng khi mà mình chải nó, nhưng mà thật sự là tóc mình nó khô cho nên nó bị gãy là vì cái này nè. Cho nên những cái lúc mà các bạn thấy cái đó, các bạn phải cắt nó đi. Đó, thì khi mà các bạn cắt đi thì nó sẽ không còn cái đó nữa, thì tóc mình sẽ mọc ra khỏe hơn và không bị gãy nữa. À, xa quá có sai cũng không bắt đến được. Bắt đền được thôi. Dạ, chị cố gắng đừng cắt sai để khỏi bắt đền em nhé. Nhưng mà như em nói rằng, nếu mà có sai nữa thì chỉ cần đừng có cạo trọc,
vẫn còn tóc thôi thì em có thể chỉnh sửa được. À, thường thường khách của em cũng vậy, em cũng những người khách VIP của em mà một năm mới tới một lần á, thì em cũng hướng dẫn cho họ tự cắt tóc ở nhà. Rồi xong rồi những lúc họ tới em chỉnh thì cái tóc nó một bên nó nằm đây và bên kia nằm dưới này nè. Thì it's okay, nếu mà họ cắt xong họ cảm thấy happy, thoải mái hơn thì họ cứ làm. Nhưng mà em biết rằng là dù cho có như thế nào thì em cũng có thể giúp chỉnh lại được, cho nên em không có sợ. Chỉ cần đừng có cạo trọc như Britney Spears thì em vô phương. Còn nếu mà có cắt ngắn quá thì em có thể nối tóc, còn nếu mà cắt ngắn, cắt sai thì em có thể chỉnh lại kiểu khác, cho nên không sao cả. Rồi, mình tiếp tục mình cắt bên này nhé. Thì bên đây Kelly đã trim xong rồi. Thì Kelly muốn làm cái video này cho các bạn thấy rằng là thật sự cắt tóc mình tự cắt rất là dễ, cho nên các bạn nên thử. Nhưng mà nhớ một điều rằng khi cắt, cắt từ từ, cắt chút chút. Tại vì cắt sai á, cắt chút chút á thì còn tóc để mà cắt tiếp. Còn các bạn đừng có vô các bạn xỏm cho một 5 cm như vậy thì không cứu chữa được. Nhưng mà các bạn cứ cắt theo cái động tác của Kelly mà cắt chút chút, sau đó mình thấy thích rồi mình cắt tiếp, rồi mình cắt lên tiếp thì mình sẽ làm quen nhé. Rồi. Cảm ơn chị. Giúp được người khác thì mình vui mà. Hơn nữa, đối với Kelly á, là Kelly quan niệm là những gì Kelly biết cũng từ người khác dạy. Cho nên bây giờ mình biết mà mình có thể chia sẻ với người không biết thì đó là cái trách nhiệm của mình. Cho nên nếu mà Kelly biết thì Kelly sẽ sẵn sàng chia sẻ. Còn nếu mà không biết thì sẽ đi tìm câu trả lời rồi trả lời các bạn sau. Rồi, tiếp theo là chúng ta làm bên phải nhé. Cũng vậy, chúng ta lấy tóc từ đằng sau, chia ra phần nhỏ, ok. Và mình dùng cái lược để mà mình chải tóc ra đằng trước, ok. Cầm hai cái tay nè cho chắc, đưa ra trước. Rồi, thấy những đoạn nó bị không đều không? Thì mình, nếu mà nhà các bạn có cái cửa sổ trong cái bồn tắm á, thì các bạn có thể cắt ở trong bồn tắm. Hiện giờ Kelly đang đứng ở trong cái washroom của Kelly. Ở trước đây là nó có cái cửa, cái window, và đằng sau là cái màn. Cho nên Kelly đang cắt ở đây, nó dễ cắt mà nó cũng dễ dọn dẹp nữa. Rồi, tiếp theo mình cứ lấy tóc. Cứ nhớ rằng là mình cắt xong chỗ này thì mình phải kéo nó qua bên cắt rồi nha. Chứ mình đừng có cắt cái mà cứ cắt rồi mình cứ cắt hoài là riết mình không còn tóc để cắt. Đó. Rồi, mình chải ra trước. Đây, mình dùng cái lược giúp mình cầm cái tay đưa ra trước, đầu thẳng nhìn kiến và đem ra trước để mình thấy nó. Sau đó mình cắt. Và cái này Kelly chỉ cắt khoảng 1/8 inch thôi. Coi như là mình chỉ trim cái end, cái ngọn cho nó khỏe. Tại vì Kelly cũng đang dưỡng tóc, cho tóc nó dài ra. Rồi, khi mình tới đây, các bạn luôn luôn nhớ rằng là tóc mình ở chung quanh cái lỗ tay nó bị thiếu tóc, cho nên mình cắt rất cẩn thận nhé. Mình đừng có cắt quá nhiều. Rồi mình đưa tóc lên thế này. Kelly biết Tết sắp tới rồi, cho nên các chị nào mà bực cái tóc của mình quá mà không đi tiện được thì có thể thử cắt tóc của mình. Đó. Rồi mình đưa qua thế này. Mình cầm cho chặt nha, tại vì bây giờ mình phải di chuyển cái tóc để mình mới thấy mình cắt được. Cho nên các bạn hãy cầm cái tóc cho chắc. Đó, mình trim cái tóc một chút như thế. Rồi, mình cắt xong rồi mình đưa nó qua cái bên mà đã cắt rồi để mình có thể tiếp tục. Đây,
Chỗ này là các bạn phải vô cùng cẩn thận nha. Các bạn thấy lúc xưa Kelly cắt hỏng là ở trên này nè, nó dày hơn ở đây không? Cho nên bây giờ mình sẽ không cắt nhiều ở dưới phần này, nhưng mà mình làm cho nó bớt bị cái nặng ở đây nè. Cho nên các bạn hãy rất là cẩn thận khi cắt cái đoạn này, là khi mà mình đưa qua đây á, những cái mà nó rớt xuống thì mình cứ cho nó rớt vào, tại vì đó là chiều dài nhé. Đây, mình đưa qua thế này đó, các bạn có thể thấy được là ở đây nè, cái phần này là cái phần chiều dài của Kelly hồi nãy, còn cái này là cái phần ở trên mà nó dày. Thì đây là cái trường hợp mà mình sẽ tỉa cho nó mỏng bớt, để cho nó không có cái độ dày như cái bong bóng trên cái đầu mình á. Mình đưa qua nhé. Rồi như thế, đoạn này là cái chiều dài, cứ để cho nó rớt. Mình sẽ không cắt cái phần này nhiều, mình chỉ chút xíu thôi. Và phần lớn là mình sẽ point cut cái phần này nè. Các bạn thấy Kelly tỉa nó như vậy không? Thì nó giúp cho nó so le, thì nó sẽ giúp cho cái phần này nó đỡ bị nặng. Đây, thì khi mà Kelly thả xuống á, Kelly lấy cái phần này ra. Rồi, khi mà Kelly thả xuống đúng không, nó đỡ cái độ nặng, nhưng mà nó vẫn còn cái chiều dài ở đây là mình đang dưỡng. Ok. Còn nếu mà các bạn thấy cái phần này nó vẫn còn hơi nặng, thì lát nữa mình sẽ có thể texturize thêm. Có nghĩa là cái phần này mình có thể tỉa mỏng bớt nè. Tỉa mỏng bớt là bằng cách sao? Mình có thể cầm như thế này ha, và mình đưa nó qua đây. Thì các bạn thấy rằng nó hơi bị dày không? Đó, cho nên mình có thể tỉa nó mỏng bớt, point cut vô nè. Đó, thì cái này sẽ giúp làm cho nó mỏng bớt. Nhưng mà các bạn nhớ cẩn thận là không có cắt cái tay của mình nha. Đó, thì khi mà mình tỉa bớt rồi thì nó sẽ đỡ nặng đó, các bạn thấy không? Nó có cái movement, nó nhẹ lên thì nó sẽ có cái di chuyển được, chứ nếu không nó sẽ đứng một cục ở đây nè. Rồi, phần đó xong rồi ha. Bây giờ Kelly cắt cái phần cuối này. Thì phần cuối này cũng vậy, mình đưa qua. Đó, cái này là cái chiều dài, mình không cắt nữa, mình thả nó xuống. Đây là cái chỗ trên mà nó nặng nè, thì cái này mình có thể trim, point cut như thế này. Nhớ cẩn thận đừng có để bị đứt tay. Đó, rồi khi xong mình shake cho tóc nó ra. Quan trọng là các bạn mà cắt ở nhà mình phải giũ người mình cho sạch tóc nha, tại vì tóc á, khi mà mình cắt xong á, nó là những cái mảnh vụn, và nếu mà mình không dọn dẹp kỹ á, mình dễ bị đâm vô chân lắm và nó rất là đau. Cho nên đó, thì mình sẽ kiểm tra coi tóc có ok không. Đó, các bạn thấy rằng khi mà cắt xong á, cái tóc của mình nó có cái độ phồng hơn nhiều lắm, tại vì nó nhẹ bớt, và những cái layer mà Kelly nói hồi nãy mình cắt nó sẽ hiện ra nhé. Và cái tóc của Kelly không có xoáy bằng cái cây, mà Kelly dùng cái hot rollers mà Kelly thường dùng đó, rất là lẹ, rất là khỏe, và nó rất là tiện, nó làm cho tóc mình thấy từng cái layer ra nè. Cho nên đó là cách mà Kelly cắt tóc cho mình. Cho nên các chị nào mà có, các bạn nào hay là các chị nào mà có xem video livestream của Kelly rồi xong rồi thắc mắc làm sao mà tóc của Kelly nó như thế này, thì đây là mình có thể tự cắt ở nhà. Cho nên là các bạn có thể xem video này để mà thử cắt cho mình. Nhớ, nếu mà các bạn không có kiểu tóc nhưng mà nó bằng phẳng, có nghĩa là các bạn tóc đã mọc ra dài quá rồi đó, thì các bạn vẫn cắt theo cái động tác của Kelly, nhưng mà nhắm chừng, thí dụ mà mình tóc mình một one length, phải không, dài như thế này, mà mình muốn có những cái layer như Kelly á, thì thà các bạn
một lần đầu tiên giỡn nó lên ngắn như thế này thì các bạn cắt nó dài dài dưới đây thôi. Có nghĩa là mình vừa cắt mà mình vừa thử nghiệm. Cho nên nếu mà các bạn đang ngắn ngay chỗ này á, thì các bạn cắt xa đó khoảng 2 inch cho Kelly. Khi mà mình cắt cái đó xong mà mình thấy ok rồi đó, thì mình cắt lên tí xíu nữa thành 1 inch. Rồi sau đó nếu mà mình thấy happy thì mình để yên. Còn nếu mà mình muốn nó cao hơn nữa thì mình lên 1 inch nữa thì nó vừa. Chứ các bạn mà nhắm ở đây nè, mà các bạn cắt rồi lát nữa nó, các bạn phải chỉnh sửa lại thì cuối cùng nó sẽ lên tới đây thì nó ngắn quá. Cho nên nhớ rằng là khi cắt tóc á, Kelly thường nói là đừng có go scissor happy, đừng có sung quá rồi tỉa tóc rồi cắt cái tóc nó trụi lũi. Mình cắt từ từ thôi để mà mình còn tóc để mình cắt. Thì các bạn cứ đi theo cái động tác của Kelly mà các bạn cắt từ từ, rồi sau đó các bạn có thể chỉnh sửa. Nếu mà các bạn thấy nó dày quá đó thì mình có thể cắt nó point cut như là Kelly nói hồi nãy, là thà mình cắt đường thẳng như thế này đúng không, thì mình sẽ đi vào 45 độ và mình cắt như thế này thì nó sẽ tạo những cái phần so le để mình cắt ha. Rồi sau đó thì là xong. Và điều quan trọng đó là nhớ cắt tóc khi tóc đã được style rồi. Có nghĩa là mình gội tóc xong, tóc sạch, mình chải tí xíu để cho nó khô hoàn toàn rồi mình cắt nó sẽ dễ hơn. Có những loại tóc khi mà nó ướt mà mình chải đó, nó sẽ dễ bị rụng tóc lắm. Cho nên mình để tóc nó khô rồi mình chải á, nó đỡ bị rụng tóc hơn và nó đỡ bị gãy tóc. Rồi, đây là tóc của Kelly. Sau khi trim xong thì Kelly feel nó dễ và nó mịn hơn, và tay của Kelly có thể chải qua nó mà nó không có bị sượng lại đó. Thì đó là cách mà mình tự cắt tóc ở nhà nhé. Yeah. Thì các bạn sẽ thấy nó rất là dễ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Em xin chào chị Catherine nhé. Nếu mà chị có cắt tóc của chị thì cũng xin chị chụp cái hình và tag em cho em xem với. Và các bạn nếu mà trong quá trình cắt mà có câu hỏi gì thì có thể nhắn tin hoặc là có thể comment ở dưới cho Kelly, thì Kelly sẽ sẵn sàng hướng dẫn các bạn thêm. Qua những video này, Kelly không ngoài mục đích là chia sẻ những gì mình biết đến cho các chị em bạn gái mình, và đồng thời cũng là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và ấu dâm. Nhất trong cái thời điểm này tất cả mọi người phải ở nhà, thì có rất nhiều người phụ nữ, nhiều trẻ em phải ở chung với những người mà hãm hại hay là hãm hiếp đến họ. Cho nên xin cầu nguyện cho những trẻ em và những người phụ nữ sống trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Và vì thế qua những video này các bạn xem, không những các bạn chỉ giúp ủng hộ Kelly thôi, mà các bạn cũng giúp cho Kelly trở thành tiếng nói lớn hơn, mạnh hơn cho những người không biết về tệ nạn này. Thì xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Không có sự giúp đỡ nào là nhỏ bé hết. Chỉ coi cái này share hoặc like hay là chia sẻ với những người xung quanh về cái tệ nạn này là các bạn cũng đang giúp Kelly lắm rồi. Cho nên xin cảm ơn các bạn và xin chúc mọi người một ngày buổi tối an lành nhé. Và hy vọng cái video này có thể trả lời được cho những chị và những bạn nào mà có nhắn tin riêng của Kelly để mà đến Kelly cắt tóc. Thì Kelly xin lỗi là mùa dịch này Kelly không nhận khách được. Và hy vọng rằng Kelly hướng dẫn các bạn cắt thì có thể giúp cho các bạn đỡ đi xa và đỡ tốn tiền. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người và xin chúc bình an đến mọi người nhé. Hẹn gặp trong những video khác. Xin chào các bạn. Bye bye. Dạ, em chào chị Catherine. Dạ, chào chị. Bye everyone.